Anh chị, em là Thuận. Hôm nay thì em sẽ giới thiệu cho anh quý anh chị một siêu phẩm trong làng SUV full size, là chiếc Hyundai Palisade phiên bản Prestige 6 chỗ nha. Là phiên bản cao cấp nhất trong dòng Palisade được phân phối tại thị trường Việt Nam với giá niêm yết là 1.589.000.000. Là một chiếc SUV full size có giá thành hợp lý nhất nếu chúng ta nằm trên bản cân này. Chúng ta so sánh với chiếc Ford Explorer hoặc chiếc Volkswagen Teramon thì cả hai chiếc xe đó đều có mức giá niêm yết trên 2 tỷ nha quý anh chị. Nhưng với số tiền chúng ta bỏ ra trên 1 tỷ 6 và chúng ta có một chiếc SUV full size thì chúng ta sẽ có và sẽ được nhận những cái option và cái tính năng gì. Thì hôm nay em Thuận sẽ giới thiệu cho quý anh chị về dòng xe Hyundai Palisade phiên bản Prestige 6 chỗ, phiên bản cao cấp nhất. Thì bên em thì nó sẽ có là hai phiên bản, phiên bản Exclusive, phiên bản tiêu chuẩn là 6 chỗ, còn phiên bản Prestige cũng là phiên bản 6 chỗ thôi. Còn phiên bản 7 chỗ thì bên em hiện tại thì chưa về nhé. Hiện tại thì tầm khoảng tháng 5 thì bên em mới về phiên bản 7 chỗ. Nhưng mà dòng cao cấp thì chúng ta nên sử dụng phiên bản 6 chỗ thì nó sẽ có không gian hàng ghế thứ hai, nó tách biệt, nó tạo cho chúng ta một không gian riêng tư và thoải mái nhất. Thì đây là siêu phẩm SUV full size được đánh giá là rẻ nhất trên thị trường hiện tại bây giờ. Thì với giá niêm yết của chiếc xe này là 1.589.000.000 thì chưa bao gồm chương trình giảm giá nhé quý anh chị. Nếu so với các xe cùng phân khúc như Ford và chiếc xe này thì em đã giới thiệu rất là nhiều cho chúng ta rồi. Thì ở đây thì chúng ta sẽ có được trang bị đó là về hệ thống đèn bi LED. Và ở đây thì chúng ta sẽ có một điểm nhận diện ở đây là cụm đèn LED ban ngày. Nó giống như một cái răng nanh của con bão vậy nha quý anh chị. Nó điểm nhận diện rất là hay khi mà chúng ta đi ở trong phố. Hệ thống ba cái đèn bi này ngoài cái tính năng là đèn tự động bất tắt vào buổi sáng và buổi tối thì xe này thì nó có thêm một cái tính năng đó là đèn pha tự động thích ứng, tức là khi mà chúng ta bật đèn pha mà chúng ta gặp phương tiện cùng chiều, phương tiện ngược chiều thì xe tự động nó sẽ hạ thấp cái đèn pha xuống để tránh chọi phương tiện phía trước và phương tiện cùng chiều. Nó rất là hay nha quý anh chị. Rồi ở phía mặt ga lăng này thì chúng ta sẽ có hệ thống mặt ga lăng đen bóng, và ngoài ra thì chúng ta vẫn có cái cam 360 là cam phía trước này trong hệ thống 4 cam 360 của chiếc xe Hyundai Palisade này. Còn ở phía dưới này thì chúng ta vẫn được trang bị radar trong gói Hyundai an toàn Hyundai Smart Sense nha quý anh chị. Rồi ở đây thì chúng ta sẽ có, khi mà chúng ta đi qua cái phần thân xe thì chúng ta sẽ có cái gì, đó là chúng ta sẽ có về một cái hệ thống mâm. Chiếc xe này thì chúng ta sẽ trang bị mâm 20 inch và chúng ta sẽ được có cảm biến áp suất lốp. Và trên chiếc xe này thì chúng ta sẽ được trang bị lốp Bridgestone nha quý anh chị, dòng lốp cao cấp nhất. Và trong các cái dòng lốp hiện tại trên thị trường có hai dòng lốp cao cấp là Bridgestone và Michelin. Thì trên phiên bản Palisade này thì chúng ta sẽ sử dụng là Bridgestone nha quý anh chị. Đó. Ở đây thì chúng ta có một cái điểm nhận diện rất là hay. Ở đây thì chúng ta sẽ có đó là cái đèn bão pha, đèn rẽ nó làm dạng tia tiên này rất là hay. Ở phía dưới này thì chúng ta sẽ có cam trong hệ thống 4 cam 360. Rồi hệ thống cảnh báo điểm mù. Ngoài ra đến chiếc xe này thì chúng ta sẽ có hiển thị điểm mù trên màn hình táp lô nha quý anh chị. Khi chúng ta rẽ trái hoặc rẽ phải thì ngoài mà chúng ta coi trên gương hoặc cảnh báo điểm mù thì chúng ta có thể nhìn quan sát được ở phía trên cái mặt hình táp lô để chúng ta coi được những cái vị trí ở phía sau khi chúng ta rẽ trái hoặc rẽ phải nha. Ngoài ra ở đây tay nắm cửa thì chúng ta sẽ có cái nút bấm mở cửa và khóa cửa thông minh, và tay nắm cửa này sẽ được mạ xi nhôm nhìn rất là cao cấp. Đó là về phần thân xe của chiếc Hyundai Palisade này. Thì con này thì nó sẽ có tổng thể rất là to nha quý anh chị. Tổng thể rất là to. Con này có chiều dài tổng thể nó lên tới là 5 mét nha quý anh chị. 5 mét thì nó là cùng kích thước kích cỡ với các dòng như Ford Explorer luôn. Thì hàng ghế thứ ba thì của chiếc xe này thì nó rất là rộng rồi. Đó là chiếc Hyundai Palisade này. Rồi ở phía sau của chiếc xe Hyundai Palisade này thì chúng ta sẽ có gì? Một điểm nhận diện của các dòng full size là cái trụ sen này nó rất là to. Ở đây nó sẽ có cái khoảng kính ở đây. Đó, nó tạo không gian rất là hay, rất là thoáng đãng khi chúng ta sử dụng như quý anh chị. Ở đây về phần phía sau của chiếc xe Hyundai Palisade này thì chiếc xe này thì chúng ta sẽ trang bị động cơ dầu 2.2 tăng áp ha. Và sẽ là công suất lên tới là 200 mã lực. Đó. Ở đây thì chúng ta sẽ có chữ Palisade ở đây và có logo Hyundai. Ở phía sau này chúng ta được trang bị cảm biến lùi, camera lùi và được trang bị tính năng mở cốp thông minh. Tức là khi mà chúng ta mang chìa khóa theo người và chúng ta chỉ cần đứng gần tầm 5 giây thôi là cốp của chúng ta sẽ tự động mở nhé. Đó là về chiếc Hyundai Palisade này. Đó. Cốp thì chúng ta vẫn trang bị cốp điện. Đây là không gian ở phía trong của chiếc Palisade. Phiên bản 6 chỗ này thì chúng ta sẽ có phân bổ chỗ người là hai phía trước, hai ghế ở giữa và ba ghế phía sau này nha quý anh chị. Và chất liệu ghế nội thất của chiếc xe này là ghế da Nappa và trần sẽ là trần da lộn nha quý anh chị. Nó tạo ra chúng ta một không gian cao cấp cho chiếc xe này.
Ở phía đây là chúng ta sẽ có không gian cốp. Ở dưới này thì chúng ta sẽ có một số cái vị trí để chúng ta để đồ chúng ta hay sử dụng. Ở đây thì chúng ta sẽ có các nút để chúng ta gập hàng ghế thứ hai nha. Ở đây thì cổng sạc 12V 180W và loa là loa Infinity, loa cao cấp. Ở phía dưới này thì chúng ta sẽ có một nút dự phòng, nó sẽ nằm ở dưới này nha quý anh chị, để chúng ta có thể trong trường hợp chúng ta gặp sự cố. Cốp thì là cốp viện, có tính năng mở cốp thông minh rồi. Màu đen này thì nó sẽ rất là đẹp nha quý anh chị, nó rất là đẹp. Vào trong khoang nội thất này thì chúng ta sẽ trang bị đó là chất lượng ghế da Nappa, và ghế bên này thì chúng ta vẫn được ghế chính điện, và chúng ta sẽ có không gian nội thất ở phía sau đây. Cái một cái điểm hay của dòng xe Palisade này thì chúng ta sẽ có một cái lối đi ở giữa này nhá. Phiên bản 6 chỗ này thì chúng ta sẽ có một cái lối đi ở giữa đây. Đó, đây là không gian ở phía sau thì em sẽ đi trải nghiệm. Đây, không gian ở phía sau em sẽ quay cho quý anh chị luôn. Đây, đây là không gian hàng ghế thứ ba của chiếc Hyundai Palisade nha quý anh chị. Thì quý anh chị thấy ở đây thì chúng ta sẽ có một không gian khá là rộng ở đây. Từ đầu của em lên đây tầm khoảng 10cm nữa. Đây là ghế ở hàng ghế thứ hai em đã trượt đi rồi. Đó là cảm giác ngồi của em khi mà em ngồi ở trên hàng ghế thứ ba này. Nó rất là thoải mái nha quý anh chị. Thứ ba này thì chúng ta sẽ có cổng sạc taxi ở phía sau này. Ở phía trên này thì chúng ta sẽ có cái điều hòa để chúng ta điều chỉnh nha quý anh chị. Đó, ở phía bên này thì chúng ta vẫn có cổng sạc taxi nha. Đó. Ở hàng ghế thứ hai này thì chúng ta sẽ có đó là về cái không gian độc lập. Ở trên chiếc xe này thì chúng ta vẫn có bể tỉ tay nha. Bể tỉ tay ở đây. Đó. Ngoài ra ở đây thì chúng ta sẽ có sấy làm mát ở hàng ghế thứ hai này. Và chúng ta sẽ điều chỉnh nhiệt độ ở phía sau bằng nút bấm này luôn. Ở đây thì chúng ta sẽ có cổng 12V 180W. Ở phía trên này thì chúng ta sẽ có cửa sổ trời nhé. Sổ trời thì cửa này thì chúng ta chỉ có mở rèm thôi. Còn ở phía trên này thì chúng ta sẽ mở cửa được nha quý anh chị. Đây là không gian nội thất ở phía trước nha quý anh chị của chiếc Hyundai Palisade này. Chất liệu nội thất của chiếc Hyundai Palisade này thì chúng ta sẽ có chất liệu khá là cao cấp. Ở đây thì chúng ta sẽ có khóa cửa tem điện tử, thì các dòng bình thường thì chúng ta phải mở cửa ra và chúng ta ấn lấy chìa khóa cơ để chúng ta khóa cửa tem phía sau. Còn trên dòng Palisade này thì chúng ta chỉ cần bấm nút này thôi, là thao tác này để chúng ta có thể là khóa cửa tem rồi. Ở đây thì chúng ta sẽ có là nhờ ghế hai vị trí và loa Infinity dùng hồi nãy em có chia sẻ ha. Ghế của chúng ta thì sẽ là ghế chính điện 12 hướng và chúng ta sẽ có làm mát và nhớ luôn. Ở phía trong này thì chúng ta sẽ có nó là phanh đai điện tử có tính năng auto hold này. Đó. Rồi, về các tính năng của chiếc xe này thì hầu như là nó sẽ có các tính năng đầy đủ như vô lăng bọc da, rồi các phím bấm nghe gọi điện thoại rảnh tay. Được làm đầy đủ hết nha quý anh chị. Đó, bằng chất liệu này nó rất là cao cấp nha. Đó, ở phía bên này thì chúng ta sẽ có gói hỗ trợ an toàn Hyundai Smart Sense như hỗ trợ giữ làn đường, tính năng duy trì theo xe phía trước, rồi tính năng Smart Cruise Control, đèn tự động, gạt mưa tự động, rồi lệ chuyển số trên vô lăng, màn hình full 12.3 inch. Ở đây thì chúng ta sẽ có camera 60. Nó rất là nét nha quý anh chị, nó sẽ có hình dạng 3D luôn. Đó, hình dạng 3D như thế này. Ở đây thì chúng ta sẽ có hai dàn lành độc lập, có 4 chế độ vận hành và 3 chế độ kiểm soát lực kéo. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có cần số nút bấm, rồi sấy ghế làm mát ghế. Ghế phủ thì chúng ta vẫn có điều khiển chính điện nha quý anh chị. Còn ở đây là chúng ta sẽ có cửa sổ trời sunroof ha. Cửa ở đây thì chúng ta có thể mở ra được. Đó, chúng ta sẽ mở ra như thế này, còn cửa phía sau. Cửa phía sau thì chúng ta mở rèm thôi. Đó, quý anh chị thấy không? Chất liệu của chiếc xe này là trần da lộn nha quý anh chị. Và đặc biệt trên chiếc xe này thì chúng ta sẽ có một cái hệ thống nó hỗ trợ là cảnh báo trẻ em ngủ quên ở trên xe. Khi mà chúng ta vô tình để các cháu hoặc thú cưng ngủ quên trên xe thì chúng ta sẽ có thể là đóng cửa lại và chúng ta quên, chúng ta đi vô đó thì là ở phía sau nó có 3 cái cảm biến hồng ngoại. Nó sẽ tự động quét đi và nó sẽ nếu phát hiện trẻ em ở trong xe thì nó tự động nó sẽ kêu hú lên nha quý anh chị. Ở đây thì chúng ta sẽ có sạc không dây theo tiêu chuẩn quý ai quốc tế nhé. Đó, đầy đủ hết cho quý anh chị. Một chiếc SUV full size đầy đủ option trang bị hết. Và hệ thống treo chiếc xe này. Xe này thì chúng ta sẽ trang bị động cơ 2.2 tăng áp công suất là 200 mã lực và mô men xoắn là 440 Nm. Và sẽ trang bị hộ số tự động là 8 cấp. Và đặc biệt hệ thống dẫn đồng của chiếc xe này là hệ thống dẫn đồng toàn thời gian thông minh H-Track của tập đoàn Hyundai. Tức là nó sẽ là tự động tùy chỉnh từ mô men xoắn của từng bánh xe khi mà chúng ta gặp đường gặp sự cố nha quý anh chị. Và hệ thống treo chiếc xe này là hệ thống treo ở phía sau là hệ thống treo đa điểm nha. Nó tạo chúng ta một cảm giác êm ái và cực kỳ là mượt mà khi chúng ta di chuyển một chiếc xe SUV full size. Rất là đẹp nha quý anh chị.
Rồi quý anh chị quan tâm về chiếc xe Hyundai Palisade này thì cứ liên hệ em theo số điện thoại phía dưới ha. 0962 385 818. Em là Thuận, tư vấn bán hàng tại showroom ở tại thành phố Hồ Chí Minh. Cái địa chỉ showroom của em là 327 quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước, thành phố Thủ Đức nha quý anh chị. Rồi xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở những video sau.